vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn động sự thật cuộc đời. Tân Sửu sinh năm 1961, hưởng lộc trời ban. Từ 64 tuổi về già, may mắn tưng bừng, trúng đậm lộc lớn, phất lên giàu có hết phần đại gia. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, cổ nhân quan điểm rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng già, càng lùi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Theo luật giải mới nhất từ giới tiên tri, tử vi, trong số 12 con giáp tuổi Tân Sửu sinh ra trong vận hạn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận khổ cực, cả đời nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện và kiên nhẫn, nên bước sang tuổi 64 là lúc Tân Sửu đón nhận thiên mệnh và đổi sao dời. Chỉ cần cấm ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời, ban an nhàn bên con cháu. Vậy vận trình của người tuổi Tân Sửu 1961 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ năm 64 tuổi, con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì? Xin mời quý vị tín chủ cùng theo dõi và lắng nghe nội dung. Quý vị cô bác thân mến, tục ngữ vẫn có câu con trâu là đầu cơ nghiệp. Đối với tuổi Tân Sửu, chỉ khi làm việc chăm chỉ và lao động miệt mài mới giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bản chất độc lập vốn có, tuổi Tân Sửu nổi tiếng chăm chỉ nhất trong 12 con giáp. Mặc dù có vẻ ít nói, nhưng tuổi Tân Sửu là người hòa đồng, không ưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điểm nổi bật của họ. Đôi khi bạn sẽ bắt gặp một người tuổi Tân Sửu ít nói, nhưng điều này không phản ánh hết thực tế bên trong họ. Tuổi Tân Sửu chẳng bao giờ hoàn toàn yên tĩnh như vẻ ngoài họ thể hiện. Đây chính là lý do tại sao người tuổi Tân Sửu được yêu mến và có nhiều bạn bè trong văn hóa phương Tây. Loài châu tượng trưng cho sức mạnh và tài lộc. Người ta coi những chiếc tù và làm từ sừng trâu là biểu tượng cho ngành bưu chính cổ đại. Họ thổi những chiếc tù và để thông báo mỗi khi giao hay nhận thư từ các buôn lái. Cắm sừng dài to, chắc khỏe của loài trâu xuất hiện nhiều trong thần thoại Hy Lạp hay Ai Cập, biểu tượng cho các vị thần bảo trợ với sự mạnh mẽ. Sức mạnh khiến bao người phải sợ hãi. Theo tư vi phương Đông, tuổi Sửu là người rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công, họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn,
áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng, hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon, ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi. Ngược lại, luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách trong công việc. Khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh. Đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc, tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công. Tuổi Tân Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của người tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo. Ngược lại, rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn thử thách thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Vận mệnh tử vi trọn đời. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trời sinh được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát độ mệnh. Con giáp này có tiếng là người ổn định và đáng tin cậy. Họ công bằng, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát. Nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió vất vả, nhưng kể từ trung vận trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý, đầu tiên về công danh, sự nghiệp. Xem tử vi trọn đời của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Người này mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi.
nên sẽ có đường công danh, sự nghiệp vững vàng. Từ những năm 35 tuổi trở đi, tiền tài, sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Trong công việc, Tân Sửu là người chăm chỉ, cần cù, chịu khó, nhẫn nại. Dù công việc có nhiều đến đâu họ cũng cố gắng hết mình. Chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Tân Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt. Họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc, nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Vì sự bảo thủ ngoan cố, cứng nhắc, độc đoán trong công việc mà Tân Sửu cũng gặp phải những khó khăn trong công việc. Thế nhưng, khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết. Họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp. Khả năng làm việc độc lập tốt giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Từ trung vận khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát. Nhờ thế mà sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc, có cuộc sống phú quý, giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi, vượt qua, hậu vận tốt lành, an nhàn, hưởng phúc. Đặc biệt từ 64 tuổi trở đi, được nghị hợp nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu có cơ hội bước sang trang mới. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Thời gian này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm, làm ăn kinh doanh dễ vượng, doanh thu tăng vọt. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan. Khi đối diện với rắc rối bất ngờ, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về tài lộc trọn đời của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, theo tử vi trọn đời dự báo, tài lộc của Tân Sửu khá tốt. Tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư dả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì. Cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Người tuổi Tân Sửu ngay thẳng, thật thà nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc. Thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên thường không có duyên với đại phú, đại quý, song vẫn có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Con giáp này nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen, nếu không sẽ có nguy cơ phá sản trắng tay. Nếu có cơ hội đầu tư, nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng. Khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Tân Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của nhà không ít, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Nếu có thể sửa được điểm này, thì tài lộc thanh thang,
giàu sang phú quý. Đặc biệt, từ 64 tuổi trở đi, vận may tài lộc của Tân Sửu 1961 cũng sẽ được cải thiện. Đáng kể, nhất là đối với những người từng gặp khủng hoảng kinh tế, thì đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi không cùng. Thu nhập của Tân Sửu rất tốt. Sự vất vả của họ sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của họ. Nếu họ sẵn sàng dành nhiều thời gian và sức lực hơn, thì thu nhập của họ có thể tăng lên gấp đôi. Đồng thời, gia đình sẽ gặp một chút may mắn. Nhưng tiền đề là hãy dành đủ thời gian và sức lực, nên tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc. Đừng để bị hạn chế bởi những quy tắc và luật lệ. Bạn phải làm những gì bạn muốn để không để lại hối tiếc cho bản thân, và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự giàu có của bản mệnh. Đặc biệt, tài tinh mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính. Trong giai đoạn này, bạn mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng và quyết định của bản thân. Tuy nhiên, hung tinh dễ gây ra những chuyện bất ngờ. Điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế, tuổi Tân Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. Để tài lộc luôn vượng phá, theo luận giải tử vi, trong vấn đề làm ăn, Tân Sửu nên lựa chọn những tuổi hợp với mình mà hợp tác thì không lo bị thất bại. Những tuổi này còn giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của đời sống. Ngoài vấn đề tiền bạc, công danh và sự nghiệp có cơ hội hợp tác mạnh mẽ. Đó là những tuổi như Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Ba tuổi này đối với tuổi bạn rất tốt. Tìm được ba tuổi này làm ăn hùng hạp hay phát triển nghề nghiệp thì có nhiều may mắn, có cơ hội tạo được nhiều tiền của, sự nghiệp vững vàng, công danh thành đạt. Những tuổi đại kỵ với Tân Sửu đó là những tuổi Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu. Xét phương diện sức khỏe, người tuổi Tân Sửu cuộc đời nam mạng được ông quan đế độ mạng ban cho thể lực tốt, nữ mạng được bà chúa tiên độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu mang mệnh thổ nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, loét dạ dày, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua. Cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh. Nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt từ 64 tuổi trở đi, những người tuổi Tân Sửu nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Mặc dù bản mệnh thường có vẻ tràn đầy sức sống và năng lượng, nhưng xét cho cùng thì thời điểm này sắp bước vào hậu vận, trong cơ thể vẫn xảy ra một số vấn đề tiềm ẩn, ví dụ như các vấn đề về xương, khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, nên phòng và chữa sớm, cùng với đó là thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống phù hợp và khám tổng quát định kỳ. Hơn nữa, giai đoạn cuộc đời này, bản mệnh hãy luôn lưu tâm để ý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình đi chơi, du lịch ngắn ngày,
cũng giúp cho tinh thần thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng, áp lực. Ngoài ra thì tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Tân Sửu hãy luôn nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Xét phương diện tình duyên di 8A đạo, hầu hết nam giới tuổi Tân Sửu rất được nhiều phụ nữ ái mộ, cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo trong tình yêu. Đàn ông tuổi Tân Sửu có điểm yếu chí mạng, họ hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Song vì bản tính thận trọng, dè dặt nên họ thường lập gia đình muộn. Nữ giới tuổi Tân Sửu biết cách chăm sóc và xây dựng gia đình. Họ luôn hết lòng vì gia đình. Tình yêu của tuổi Tân Sửu rất thực tế, không lãng mạn và ướt át. Trong tình yêu, họ rất ôn tồn và chịu đựng. Hôn nhân của tuổi Tân Sửu, nữ mạng khá êm ấm. Người tuổi Tân Sửu rất đào hoa, vì vậy nên hạn chế các mối quan hệ quá thân thiết để tránh tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Tân Sửu 1961 có gia đạo được êm ấm và hạnh phúc trong gia đình. Mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Tân Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt. Nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời cũng có lúc mâu thuẫn, trục trặc đôi chút, nhưng không vấn đề gì cả. Rồi cũng trôi vào quá khứ, về tương lai. Cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, hưởng phúc, con cái về già. Quý vị khán giả đang xem video với nội dung Chấn động, sự thật cuộc đời. Tân Sửu sinh năm 1961, hưởng lộc trời ban, từ 64 tuổi về già, may mắn tưng bừng, trúng đậm lộc lớn, phất lên giàu có hết phần đại gia. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu thấy rằng, năm Tý được chính quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu hành sự gặp được nhiều điều, các lợi, có cơ hội được cân nhắc thăng tiến, gặp hung hóa cát, giữa năm có họa tiểu nhân, tuy nhiên không gây nên sóng gió gì lớn. Bản mệnh hành sự khéo léo thì ác hóa giải được mọi việc. Năm Sửu năm nay vẫn thế, ảm đạm. Công danh hay tài lộc đều không có bước phát triển lớn, thậm chí còn gặp phải cản trở. Tuy là năm bản mệnh không gặp nhiều thuận lợi, song chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, cố gắng, đến cuối năm vẫn có cơ hội thu về thành tích đáng mừng. Năm Dần, xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu. Trong năm này, gia đình bản mệnh có thể gặp chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, đến cuối năm, vận trình xuống dốc, kế hoạch đặt ra có thể không đạt được như ý muốn. Vì thế, bản mệnh cần làm nhiều việc tốt, chớ nên chạy theo danh lợi, rồi cuối cùng lại sôi hỏng bỗng không. Năm Mão, người tuổi Sửu dễ gặp phải tai họa trong năm này. Vì thế, bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân cố gắng kiềm chế, chớ nên nóng nảy. Chuyện bé xé ra to, nếu có thể giữ được quan hệ hoàn hảo với mọi người thì ắt vượt qua mọi chuyện bình an. Năm nay tài vận không lý tưởng, cần hạn chế đầu tư, giữ gìn những gì mình đang có. Năm Thìn, năm này hung cát đang xen, cần hành sự thận trọng, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bản mệnh nên thuận theo tự nhiên, chớ nên cố chấp, hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người. Nếu có thời gian rảnh,
Hãy học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình cũng như chủ động giúp đỡ người khác. Năm Tỵ, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu. Năm Tỵ Vượng, đường tài lộc. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc hợp tác, mở rộng quy mô vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm, họa khẩu thiệt thì phi cũng nhiều. Bản mệnh cần thận trọng trong việc kết giao, nếu không tự đẩy mình vào rắc rối. Năm Ngọ căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp. Năm nay, người tuổi Tân Sửu phải đối diện với nhiều rắc rối, dễ gây thù, chuốc oán với kẻ tiểu nhân dẫn đến họa phá tài, thậm chí ảnh hưởng đến cả đường tình duyên. Song đến cuối năm có quý nhân tương trợ hóa giải tai họa, vận trình có dấu hiệu đi lên, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. Năm Mùi, năm Mùi cẩn thận gặp phải họa phá tài. Bản mệnh làm gì cũng nên cố gắng bằng chính sức của mình, không nên ngại vất vả hoặc có lòng hãm hại người khác. Tuy nhiên, cần phải đề phòng người khác nhiều hơn. Cuối năm vẫn thế có dấu hiệu lạc quan, có thể tiến hành đầu tư hoặc khởi nghiệp. Năm Thân, năm Thân là năm đại cát, đại lợi. Sự nghiệp đạt tới bước phát triển mới, nên dũng cảm thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công. Năm nay cũng có lợi cho việc cưới hỏi, sinh con. Có điều bản mình vẫn chớ nên lơ là, đề phòng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu dư giả thời gian và tiền bạc thì nên hành thiện tích đức. Năm Dậu, năm này lành ít dữ nhiều. Bản mệnh nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao lành mạnh. Như vậy thì đến khi gặp khó khăn mới có người giúp đỡ. Thời điểm này nên hạn chế đầu tư, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Chú ý giữ gìn sức khỏe, trong năm nên giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh, đối diện khó khăn. Năm Tuất, bước sang năm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh có sự phát triển thuận lợi, tài lộc thịnh vượng, đào hoa cũng có dấu hiệu nở rộ. Năm này, bản mệnh hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, cần chú ý giữ mình, tránh háo sắc, gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Năm Hợi, lưu niên bất lợi. Năm này, bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng khó, tiến thoái lưỡng nan. May mắn cuối năm có quý nhân phù trợ, bản mệnh đỡ vất vả hơn, tránh được nhiều tai họa. Thời điểm này tài lộc dậm chân, bạn nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đầu tư chi tiêu phung phí. Tương sinh tương, hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Mục Phật bản mệnh. Bản mệnh Phật của mỗi con giáp là thủ hộ thần, có tác dụng bảo vệ và tăng cường vận trình đi theo người đó suốt đời không thay đổi. Vì Phật nào độ mệnh cho người tuổi Tân Sửu chính là hư không tạng Bồ Tát, có thể bổ sung khuyết điểm, thúc đẩy năng lực, giúp con giáp này tiến lên. Người tuổi Tân Sửu tính cách chăm chỉ, cần mẫn, nhẫn nhục, chịu khó. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có tâm. Điều này cực kỳ đúng với con giáp này. Chỉ cần có thể nỗ lực thì họ sẽ nỗ lực. Chỉ cần có thể cố gắng thì họ sẽ cố gắng. Tính tình chân thật, bất luận là đối xử với ai, đều hết mực chân thành, song lại không giỏi nói chuyện. Tuổi Tân Sửu cũng có khó khăn là tuy muốn phát triển nhưng thường không gặp may mắn. Nhiều khi hữu dũng vô mưu, nên không thành việc lớn, quật cường can đảm, mà thiếu khéo léo, có nhiều tình huống xử lý chưa tốt dẫn tới thất bại. Hai tuổi hợp với Tân Sửu sinh năm 1961, tử vi trọn đời tuổi Tân Sửu hợp với tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện. Vạn sự thông, không nên làm ăn hay kết hợp với tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất, bằng không sẽ u sầu liên miên, phá tài, phá vận, tổn thương, cô đơn. 3. Hướng phong thủy.
Nam mệnh Tân Sửu 1961 hợp kỵ, hướng nào, hướng hợp hướng nam sinh khí, giúp gia đình thêm phúc thêm lộc, phát đạt nhanh chóng. Phụ nữ trong nhà lương thiện, sống hiếu thảo, con cái thông minh, giỏi giang là hướng mang tới giàu có và phú quý. Hướng đông nam phúc đức, vượng đường công danh, phúc lộc thọ đủ đầy. Người trong nhà có chí lớn, rèn luyện ác thành tài, có công danh, sự nghiệp hiển hách, tạo ra hiền tài cho đất nước. Hướng bắc thiên y, giàu có phú quý, mọi người sống nhân hậu. Tuy nhiên, vì thuần dương nên phụ nữ trong nhà dễ suy yếu, bệnh tật. Hướng kỵ, hướng đông phục vị, dương thịnh âm suy, nên vợ con bị tương khắc, dễ bất hòa trong gia đình. Phụ nữ dễ sinh bệnh, nhân khẩu không tăng. Hướng tây tuyệt mệnh, làm ăn khó khăn, gia sản suy bại, nhiều chuyện nhiễu nhương, kinh doanh khó khăn, con trai cả trong gia đình dễ đoản thọ. Hướng tây bắc ngũ quỷ, làm ăn dễ sa sút, hay gặp chuyện kiện cáo, thị phi. Con trai trường sẽ hay gặp rắc rối về bệnh tật và sức khỏe. Hướng tây nam, hòa hại nhà này nhân đinh ít, làm ăn khó khăn. Người bà, người mẹ, đại diện của cung khôn bị khắc, là người dễ bị tổn thương. Hướng đông bắc lục sát, nhà này làm ăn khó khăn, tài lộc không có, dương thịnh âm suy, nên con gái trong gia đình hay bị tổn thương. Con trai út cũng hay bị tổn thương, ốm đau. Nữ mệnh Tân Sửu 1961 hợp kỵ hướng nào? Hướng hợp, hướng nam sinh khí, phát phúc nhanh chóng, phụ nữ lương thiện, sống hiếu thảo, cả con trai và con gái đều thông minh, giỏi giang, gia đình giàu có và phú quý. Hướng đông nam phúc đức, công danh rất phát, phúc lộc thọ đều tốt. Người trong nhà có chí lớn, chăm chỉ rèn luyện thành tài, công danh hiển đạt, giúp ích cho quốc gia. Hướng bắc thiên y, ban đầu có giàu sang phú quý, mọi người sống nhân hậu, nhưng vì thuần dương nên phụ nữ trong nhà suy yếu, bệnh tật. Hướng kỵ, hướng đông phục vị trước, giàu sau suy do thuần dương, nên vợ con tương khắc, dễ bất hòa trong gia đình. Phụ nữ dễ sinh bệnh, nhân khẩu không tăng. Hướng tây tuyệt mệnh, hướng xấu, gia sản suy bại, có thị phi nhiễu nhương, kinh doanh khó khăn, người con trai cả trong gia đình dễ đoàn thọ. Hướng tây bắc ngũ quỷ, không tốt cho việc làm ăn, hay gặp chuyện kiện cáo thị phi. Con trai trưởng sẽ hay gặp rắc rối về bệnh tật và sức khỏe. Hướng tây nam họa hại, nhân đinh ít, làm ăn gặp nhiều khó khăn. Người bà, người mẹ, đại diện của cung khôn bị khắc, là người dễ bị tổn thương. Hướng đông bắc lục sát, kinh doanh nhiều, sóng gió, tài lộc khó tăng. Nhà này dương thịnh âm suy, nên con gái trong gia đình hay bị tổn thương. Con trai út cũng hay bị tổn thương, ốm đau. Màu sắc phong thủy hợp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Màu tương sinh, hỏa đỏ cam, tím, hồng. Màu tương hợp, thổ, vàng, vàng, nâu, nâu đất. Màu kém may mắn, tím trắng, xám, bạc. Màu tương khắc, mộc, thủy, xanh lá cây, xanh nước biển, đen. Việc chọn màu xe hợp mệnh cho người thuộc mệnh thổ, hay chọn màu quần áo, đá quý, màu sơn, cũng nên tuân thủ quy tắc tương sinh, tương khắc nói trên để có được phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung chấn động sự thật cuộc đời Tân Sửu sinh năm 1961, hưởng lộc trời ban, từ 64 tuổi về già, may mắn tưng bừng, trúng đậm lộc lớn, phất lên giàu có hết phần đại gia,
từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video. Đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.